Nhịp sau bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan, trưởng khoa Điện sinh lý và loạn nhịp tim bệnh viện Tâm Đức thực hiện. Dạ, à kính thưa thầy, à, kính thưa các bạn đồng nghiệp, thì à, sáng giờ chúng ta đã nghe rất nhiều về à, xem tim trong các à, đánh giá chức năng tâm thu, tâm trương cũng như trong các bệnh lý à, van tim, cơ tim. À, thì à, sau đây tôi xin à, thay đổi không khí với cái phần xem tim trong à, bệnh lý loạn nhịp thì thật sự là khi được phân tư phân công cái đề tài này á thì tôi cũng <laughs> giống như là lạnh nhịp luôn. Tại vì trước giờ cái lạnh nhịp là chúng ta biết là chẩn đoán bằng cái điện tâm đồ là chủ yếu và ngay cả nếu cần thì làm khảo sát điện sinh lý à, hầu như là cũng ít khi mà chúng ta dụng xem tim. À, thì à, thứ nhất cái loại nhịp tim là tất cả các bất thường hoạt động điện của cơ tim nó có thể phân thành nhiều loại nhịp nhanh nhịp chậm, à, cái lạnh nhịp nó có nhiều cơ chế khác nhau có thể là do tăng cái tự động tính do các hoạt động khởi kích trước hay do cái vòng vào lại cái cũng có thể phân theo cái nguồn gốc của nó có thể ở nhĩ như rung nhĩ cuồng nhĩ nhanh nhĩ thất nhịp nhanh thất hoặc là ngay cái bộ nối như thất như nhịp nhanh vào lại tại bộ nối như thất thì trong cái bệnh lý nhịp á, thì cái xâm tim á, nó ngoài cái chuyện là giúp cho cái việc xác định chẩn đoán nó còn à, giúp phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn của cái lan nhiệt và ngoài ra là có vai trò trong đánh giá để phòng ngừa đột tử cũng như là phòng ngừa các biến cố ví dụ như trong viêm nhĩ thì có đột quỵ khi xem tim chúng ta đánh giá những cái nguy cơ đột quỵ của bệnh nhân à, do đó cái xem tim được xem là công cụ chẩn đoán và tiền lượng quan trọng à, cái siêu âm qua thịt hành ngực là cái phương tiện chúng ta vẫn làm thường xuyên nó tốn kém và dễ thực hiện để giúp chẩn đoán chính xác cái bệnh lý đi kèm của làng nhiệt bởi vì làng nhiệt có khi nó là biểu hiện của các bệnh lý bên dưới như là bệnh lý cơ tim bệnh lý van tim như bác sĩ tôi lên trình bày hoặc bệnh tim bẩm sinh bác sĩ phúc sẽ trình bày cái bài kế thì bên cạnh cái xâm tim qua thực quản thì một số trường hợp chúng tôi phải dùng cái xâm tim xin lỗi, xâm tim qua thành ngực thì giờ chúng tôi có thể sử dụng cái xâm tim qua thực quản bởi vì nó giúp đánh giá chính xác hơn một số cấu trúc nhất là những trường hợp bệnh nhân có cái thành ngực eco kém và ngoài ra cái xâm qua thực quản là cái chúng tôi hay thường sử dụng đây để đánh giá cái nguy cơ đột quỵ trong nhĩ tìm những cái khối trong cái trường hợp chúng tôi cần phải xác định chuyên nghiệp. À, ngoài ra ngày nay thì chúng ta biết có những cái phương tiện mới như các bạn đồng nghiệp trình bày như spec Tracking thì nó cũng cung cấp thêm những cái thông tin có tính chất uh, quan trọng hoặc tiên lượng. Do cái uh, thời gian có hạn chúng tôi uh, sẽ um, xin focus vào cái phần uh, sử dụng xem tim để chơi, hỗ trợ trong việc nhận chẩn đoán các uh, loại nghiệp tiêm. Uh, trước tiên là cái uh, trong cái uh, những cái uh, nhận nghiệp đơn giản nhất là ngoại âm thu nhĩ và ngoại âm thu thất thì chúng ta biết là cái à, về nguyên tắc thì các bạn anh thu nhĩ nó rất là dễ chẩn đoán thấy cái phức bộ đến sớm bộ hẹp mà anh thu thất thì bộ rộng tuy nhiên trong thực tế có những trường hợp ngay ngày mà anh thu nhĩ nó có dẫn trường là hướng hoặc ngoài tâm thu thất mà lại xuất phát từ những cái đường dẫn truyền à, dẫn truyền cơ tim thì nó sẽ có hình dạng qs nó hẹp nó gần giống anh thu nhĩ do đó đôi khi là thực tế có những cái điểm đồ chúng ta phải chúng ta cũng khó xác định được cái ngoài thu nhĩ hoặc thất thì cái xem tim nó có sẽ giúp chúng ta phân biệt với hai cái này dựa vào cái tương quan về mặt thời gian giữa cái co bóp nhĩ trên xâm và cái QRS. nhưng nhiên là chúng ta phải mắc cái điểm đồ để đo à, cái ngoài ra cái xem rất là mô tại cái vị trí thành tâm nhĩ nó cũng giúp xác định các co bóp của nhỉ. thì à, đơn giản nếu co bóp nhĩ mà đi trước QRS thì chúng ta có cái ngoạm thu nhĩ và nếu đi sau thì chúng ta có cái ngoạm thu thấp thì đây là cái hình ảnh cho chúng ta cho thể cho thấy là đây là cái điểm đồ chúng ta thấy có một cái phức bộ đến sớm rộng thì nó có thể là một âm thu thất hoặc là âm thu nhĩ có điểm truyền theo hướng ở đây thì như cái bài trình bày của bác sĩ Kiều và các bác sĩ khác cũng cũng có nêu rõ tức là cái đây là cái hình ảnh à, siêu âm thì chúng ta thấy là cái trong đó mô thì chúng ta thấy cái cái cửa sở đốt mô đặt ở cái chỗ phát liên nhĩ chúng ta thấy cái trong trường hợp này á bình thường cái nhĩ nó đi trước cái QS nhĩ trước, trước QS khi có ngoại thu, cái, cái co bóp nhĩ này đi sau cái đếc, tức là nó giữ truyền ngược lên, cái này nó giúp ta xác nhận đây là một cái ngoại thu thất. À, ngoài ra có một cái điểm thú vị mà tôi cũng mới biết gần đây tức là nó còn giúp cái định vị cái ổ ngoại âm thu thất. Vì chúng ta biết thường khi gặp ngoại âm thu thất thì chúng ta sẽ không dừng ở đó mà chúng ta xác định coi nó ở vị trí nào. Quan trọng nhất là bên trái, bên phải, tại vì đó nó có giá trị về định hướng, sau đó chúng ta có thể điều trị cắt đốt chẳng hạn thì uh, bình thường á, uh, nếu mà ngoại anh thu thất nó có hình ảnh bóc nhánh phải thì nó sẽ nằm bên trái và bóc nhánh trái nó nằm bên phải đó là cái cơ bản thì vì nếu mà bóc nhanh nó nằm xuất phát từ bên tất phải thì nó sẽ kích thích tất trái trẻ do đó nó có hình ảnh bóc nhánh trái ở đây chẳng hạn ngoại anh thu này là cái hình ảnh nó hơi lai lai rồi nó hơi một ít bên phải và nó giống giống như bên trái bóc nhánh trái do đó những cái trường hợp một số trường hợp khác khó nữa chúng ta sẽ sẽ khó định vị là nó bên trái bên phải thì cái siêu âm tim nó có thể uh, hỗ trợ chuyện đó À, dựa vào một cái um, một cái khảo sát đặc biệt là vào cái khoảng thời gian điện cơ cũng may là cái bài của bác ánh có trình bày về cái này tức là electrical electro mechanical delay hay là Interval tức là khoảng trễ giữa cái điện và cái cơ là có bóp của tim thì uh, đây chúng ta sẽ xem này thì đây là cái uh, dùng uh, cái kỹ thuật là double mo tissue double imaging chúng ta đo và chúng ta đo so với cái điểm đồ để ngoạn thu thì cái sẽ lấy đầu của ngoại âm thu cho đến cái thời điểm mà bắt đầu cái co thắt tâm thu của cơ tim. Thì chúng ta thấy là ở vòng van đây là cái bên vòng van hai lá và lấy cái điểm ở vòng van ba lá. Thì chúng ta thấy cái thời gian ở đây đo được 80 mili giây. Ở đây đo từ cái đầu của US này cho đến cái vòng van ba lá là 150 li giây. Sự khác biệt rất là rõ, tức là cái vòng van hai lá này nó được khử cực nó co bóp nó sẽ sớm hơn so với cái thời gian bên vòng van hai lá chứng tỏ cái ngoại thu này nó xuất phát từ bên thức trái à, ngược lại một cái quan sát khác là đánh cũng tương tự vậy đo cái thời gian từ đầu của bộ QS ra dị dạng này đến cái uh, co bóp uh, của cái vòng van hai lá thì cái thời gian này là 120 giây. trong khi cái uh, vị trí ở van ba lá cũng trên bệnh nhân loại nhịp đó thì là 80 giây có nghĩa là thất phải hay vòng bên ba lá được khử cực sớm, co bóp sớm hơn so với bên bên trái chứng tỏ cái mạng tu này là nó xuất phát từ bên thất phải. À, có một cái chúng ta cũng có thể um, gọi là lâm nhẫn trên lâm sàng đôi khi có những cái nhịp nhanh xoang mà nó quá nhanh, Sống p nó có thể chung lẫn vào sóng t và chúng ta sẽ khó phân biệt giữa nhịp xoang và kịch phát hoặc là nhịp anh kịch phát trên thất. Trang ngay cái điểm đồ này các bạn có thể thấy nó có một cái dạng sống p P à, này, nhiều khi uh, chúng ta nhìn, chúng ta thể là chẩn đoán đó là nhịp nhanh xoan, chẳng hạn. Thì uh, nhịp xoan, tại sao nó có PR dài, có một trường hợp bệnh nhân có dùng thuốc thì PR có thể kéo dài ra. Thì uh, rất tiếc là trong cái trường hợp này cái thay đổi nó không, trong xâm tim nó không có đặc hiệu do cái thời gian đổ đầy nó bị rút ngắn lại. ơ Và ai chồng lên uh, trên sóng đó là môn nó cũng cũng chồng nhau, do đó một số trường hợp sẽ sẽ khó khó phân biệt. Đây các bạn có thể thấy là À, khi mà cái nhịp tim nhanh lên thì à, trên cái phổ đắp lơ à, qua van hai lá chúng ta thấy sóng a, a chồng nhau và trên cái đắp thí sinh cái phẩy qua phẩy nó cũng à, gom lại một thì cái này nó nó khó phân biệt giữa hai cái bệnh này có một cái bệnh cũng thú vị là cái nhịp nhanh bộ nối mặc dù nhịp nhanh bộ nối thì chúng ta biết à, chẩn đoán của nó dựa vào thứ nhất là nhịp à, nhịp bộ nối chứ xin lỗi nhịp bộ nối nó có cái nhịp vs hẹp và không có sống p à, tuy nhiên một số trường hợp đó, nó lại có dẫn truyền ngược lên khi đó P làm sao chúng ta sẽ khó phân biệt là cái đó là nhịp bộ nối dẫn ngược lên hay là nó là kèm với lại một cái nhịp xoang hay nhịp nhĩ mà có block dẫn độ 1. Thì nếu mà chúng ta không có cái dẫn truyền ngược thì dễ phân biệt mà nếu mà có cái dẫn truyền ngược mà nó đều nữa thì nó rất là khó phân biệt. Trong trường hợp này thì nó dẫn truyền ngược nó không có đều. Có phần tượng phân ly giữa thất và nhĩ thì nó nó sẽ giúp dễ chẩn đoán hơn. Đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy là cái siêu âm tim trong cái nhịp bộ nối cái điện đồ chúng ta mắc thì nhìn cũng thấy giống như vừa nói rồi và đây là cái hình ảnh của cái sóng ơ khi đó chúng ta chỉ có cái thời gian độ của tâm trương thôi và chúng ta không có cái nhát co bóp của cái co bóp của cái cái nhĩ atrium nó đóng góp vào trong cái cung lượng tim ở trên cái mặt cắt cái này xin lỗi nó thiếu cái hình mặt cắt là đây là một cái tia m 1 tia M1 qua cái vị trí của dưới phải ở mặt cắt dưới sườn thì khi mà cái tim bóp á, chúng ta sẽ thấy cái nhịp phải thay vì bình thường á, nếu mà co bóp nó đi xuống còn tâm thu này nó đi ngược lên một cách thụ động thì đây là cái biểu hiện của cái bệnh nhịp phổi nói à, một cái bệnh mà khác mà gần như là để đại dịch ngày nay là cái rung nhĩ thì rung nhĩ là một cái bệnh lý nó rất phức tạp à, cái trong cái rung nhĩ thì mọi người biết là cái biểu hiện lâm sàng là cái nhịp tim nó loạn nhịp hoàn toàn và nhanh và loạn nhịp hoàn toàn không có đều thì do đó cái biên độ vận tốc dòng van thái lá và van mà chủ cũng thay đổi nó khác biệt tùy vào khoảng rr cái khoảng thời gian trương càng dài thì cái uh, vận cái uh, cái flow mà chủ nó càng tăng à, cái biên độ vận tốc của Doppler mô nó cũng thay đổi à, bệnh nhân sẽ mất cái sóng a trên uh, w thường và a phẩy trên cái cái sự w imaging à, có một cái dấu hiệu biệt là chúng ta có thể thấy cái hình ảnh, ảnh à, nếu chúng ta cắt đây là cái hình ảnh mà cắt dưới sườn các cái tia em qua chúng ta thấy là cái uh, ở cái thành của tâm nhĩ thì nó vẫn có vẻ như co bóp nhưng mà thực ra co bóp này nó liên quan đến cái QRS là khi mà tâm thu tim bóp thì nó làm dội ngược lên cái nhĩ nó giãn ra. này một cách thụ động. Tuy nhiên ở vách liên nhĩ thì nó có hiện tượng rung lên của cái sóng rung nhĩ. Trên cái Doppler xem w quanh hai lá thì chúng ta thấy là nó cái sóng nó sẽ không có đều và mất cái hình dạng của sóng A cũng tương tự vậy ở trên cái WMO thì không có cái sóng ở phẩy. Thì cái bệnh lý đi kèm với rung nhĩ là cái bệnh cuồng nhĩ. Thì cái này mặc dù cái người ta hay gọi là rung cuồng nhĩ nhưng mà nó khác hẳn hoàn toàn nhau bởi vì cái bản chất cuồng nhĩ là một cái nhịp nó ở nhĩ nhanh và đều. Nó do cái vòng vào vò lại lớn macro nó chạy vòng quanh, đây là cái nhịp nhĩ điển hình, nó chạy vòng quanh ở cái van ba lá vòng à, quanh cái van ba lá nó có thể là theo ngược chiều đồng hồ là cái đoạn điển hình hoặc là ngược... theo chiều đồng hồ là dạng uh, cuồng nhĩ uh, reverse lại cái sóng nó có thể khác nhau đặc điểm là cái sóng răng cưa thì đặc điểm trong cái bệnh siêu âm tim của cái lưỡi nhĩ là cái cô bóp nhĩ nó vẫn hiệu quả do đó chúng ta có thể ghi nhận được cái hoạt động fluttering của van hai lá và van ba lá trong kỳ tâm trương và có khi là thấy cái vỗ van hai lá và van ba lá lặp đi lặp lại trong cái kỳ tâm trương đây là cái hình ảnh các anh chị thấy để thấy được cái hình ảnh này thì chúng ta lưu ý là cái cuồng nhĩ này nó phải có dẫn truyền như thất thay đổi tức là nó chậm lại thì nó mới bị hiện ra nếu mà cuồng nhĩ dẫn truyền thức 1 -1, như thất một do chúng ta xài thuốc hoặc là chúng ta làm nó có dẫn truyền thất hai thì nó sẽ không có hiện rõ như thế này đây là cái khoảng chúng ta thấy là cuồng nhĩ sống cuồng nhĩ và rr dài ra nó là một hai ba bốn năm sáu sáu cái thì mới có một cái dẫn thì đây chúng ta thấy là có các cái đốp lơ quanh ba lá à, xin lỗi em mốt quanh lá chúng ta thấy cái hình dạng cái van nó đập theo cái tần số của cuồng nhĩ và ở uh, ngang qua uh, cái tem qua ngang qua van hai lá cũng vậy, cái uh, sóng của fluttering của van hai lá. Để chúng ta chẳng đoán cuồng nhĩ, tại vì chúng ta biết là cái nhiều khi cái, những cái rung nhĩ mà cái sóng nhỏ nhỏ lăn tăng Sống à, sóng lớn á, chúng ta nhìn chúng ta cũng có thể lẫn với cuồng nhĩ. À, một cái và cũng tương tự vậy, trong cuồng nhĩ thì trong những cái đoạn mà không có thất này là cái nhĩ bóp không á, thì nó có hiện tượng có bóp liên tục do đó máu nó đổ xuống cái phổ đấp lơ qua nó xuống và nó dội ngược lại, lại nó làm cái tần số như vậy à, một cái lưu ý trong cái trường hợp bệnh nhân bị rung cuồng nhĩ thì à, có một khảo sát chúng tôi cũng hay thực hiện đó là đánh giá cái đấp lơ tụy trái bởi vì à, cái à, ở cái nhịp xoang thì vận tốc máu à, ra bào tụy nhị từ à, khoảng 0,5 đến 0,7 mét trên giây thì nó dưới thì trong cái rung cuồng của rung nhĩ thì vận tốc này giảm hoặc mất thì cái uh, tự như trái xem thường chúng ta cũng có thể đánh giá nhưng mà thông thường là cái hình ảnh ô uh, tô nó sẽ rõ hơn bởi vì nó cắt nó thấy rõ cái tiểu nhĩ hơn đây hình ảnh uh, tự nhiên trái hình ngón tay cái chúng ta đậu để cái cửa sổ Doppler sung vào chúng ta có thể uh, ghi nhận được thì chúng ta thấy là đo được cái uh, sống thì nó là khá là cao còn trong trường hợp mà bị uh, rung cuồng nhĩ thì nó giảm thì người ta có nghiên cứu người ta thấy là uh, khi mà cái vận tốc máu mà trong tiểu như trái này mà giảm thì nó liên quan với nguy cơ đột quỵ thậm chí là nguy cơ mà khi mà cắt đốt cái tỷ lệ tái phát các đốt nhĩ nó sẽ cao hơn do cái nhĩ nó bị bị liệt bị tổn thương nhiều hơn à, một số cái bệnh khác như cái block nhất từ một thì à, block từ một có lẽ các bạn đều thấy nó đơn giản nó không có gì phải lo tuy nhiên à, về mặt huyết động thì khi block nhất từ một mà có pr nó quá dài quá dài là bao nhiêu là trên 280 trăm tám mươi giây thì nó sẽ có cái ảnh hưởng đến cái đồng bộ như thức như cái bài của bác sĩ Ánh có trình bày một cái slide tháng qua lý do là khi mà PR kéo dài thì quá dài thì cái sóng P nó sẽ gần nó tịnh tiến nó gần với sóng QS trước đó thì sau khi sóng QS là tâm thu thì nó sẽ gây tâm trương thì tâm trương vừa giãn ra đổ đầy thì nhĩ bóp luôn thì do đó là hai cái sóng ơ và a nó bị fusion nó chồng lại là một tương tự vậy trên đất tuy nhiên trong cái hay của nó là cái WMO mô thì sóng ơ phải và phải là lại À, vẫn rõ distinguish ra cho chúng ta đây là hình ảnh bệnh nhân này Block nhớ một cái này thấy PR kéo dài sống oa gần như là một nếu mà cái P này nó càng sát cái QS nữa thì nó lại càng chồng lại nữa tuy nhiên trên đó mô cũng trường hợp đó thì người ta nhận thấy là uh, phải uh, phải nó lại vẫn còn tách nhau tại sao vậy tại vì một số trường hợp chúng ta sẽ khó khó xác định là khi mà cái sóng P này các bạn tưởng tượng nếu mà nó sớm quá nó chồng vào sóng T một số trường hợp chúng ta có thể chẩn đoán nhầm là bệnh nhân này là nhịp bộ nối bởi vì cái nhịp này hẹp và cái này mình nghĩ là sống T chứ không ta không thấy sống P nó trùng lẫn rồi đây một số hợp điện đồ nó khó vậy thì cái double nó sẽ giúp chúng ta xác định là có co thắt của nhĩ và cái đó là có thể là cái nhịp xoan block nhất độ một à, block nhĩ độ hai thì nếu mà những cái trường hợp mà mô 1 một của 2 hai mà lâu lâu có những cái tắt thì nó không có thay đổi đáng kể mặt siêu âm cũng như hướng động à, tuy nhiên nếu block nhất hai một thì nó có ảnh hưởng đây là trường hợp chúng ta thấy bốc thơ một p uh, pqs p thất thì uh, trong trường hợp đó thì thất á, nó sẽ nhận được ba cái dòng máu trong cái thị tâm trương là đổ đầy đầu tâm trương là do cái uh, sau cái tâm thu thì tâm trương uh, hút máu về uh, tâm thất tiếp theo là cái nhĩ thu thứ nhất cái này nó sẽ bóp, nó đổ vào đây và một cái là nhị thứ, thứ hai thì cái, cái nhát bóp này nó sẽ bị trùng với nếu mà nó càng sớm nó trùng với cái qs như trong trường này khi đó a và e nó fusion là một và cái thiện của nó kiểu hai một một cái lớn một cái nhỏ một cái lớn một cái nhỏ và cái W, uh, mô cũng vậy a à, phải nó chồng lại và cái nhát thứ hai thì nó nhỏ lại à, cái bốc giai đoạn ba bốc ba định nghĩa là khi có phân ly thất kèm theo tầng uh, tần số nhỉ lớn hơn tần số thất các bạn lưu ý là thầy vinh dạy điểm đồ lúc nào cũng nhắc cái này tại vì đây là tiêu chuẩn bởi vì nếu phân ly thất mà tần số thất lớn tần số nhỉ thì nó lại là nhiệt nhanh thất À, thì tùy vào cái đóng góp của tâm nhĩ thu thì chúng ta sẽ có cái phổ đồ mạch chủ nó thay đổi nghĩa là nếu mà tình cờ cái nhĩ thu nó đúng vào cái thời điểm của uh, thích hợp thì nó sẽ góp làm tăng cung lượng lên à, và tương tự với cái uh, sóng S tâm thu của trên WMO nó cũng thay đổi có một cái điểm đặc biệt là nó sẽ có cái hiện tượng là hở van hay lá ở trong thị tâm trương nó biết là hở van lá nguyên tắc là hở trong thị tâm thu tuy nhiên khi thì tâm trương cá quá dài thì máu nó có đổ đổ xuống đầy thì nó hở lại thì đây là cái điểm đồ của block thông tại chúng ta thấy có hiện tượng với liên thất PR nó thay đổi không có quy lực và sống tần số B lớn hơn QS cái trường hợp này thì nó nặng hơn nữa tức là cái đáp ứng thất nó quá chậm quá chậm và cái nhịp tim nó quá chậm QS rộng ra cái này nguy hiểm hơn thì đây là các bạn có thể thấy cái hình ảnh của khi đó trên mối ba nó không có quy lực gì hết có khi chúng ta thấy là có sống ơ sống a, số a giống như nhịp bình thường vậy do tình cờ là cái sống nhị thu nó rơi đúng là thì nó hợp có khi lại chồng lại một có khi có mình cái sống a thôi Tức là nó sẽ có những hầu như là không có quy luật gì hết phân ly giữa nhĩ và thất. À, đây là cái hình ảnh của hơi lá thì tâm trương. Các bạn có thấy là à, tức là cái tâm thu đây tâm trương nó lại có một cái dòng hở. À, nhìn chúng ta thấy QS đây không có tức là tâm trương nó hở ra cái máu nó chạy ngược lại. À, nhịp nhanh thất thì à, về một cơ bản hầu như là chúng ta sẽ chẩn đoán được vào điểm đồ. Tuy nhiên thấy cái hình ảnh là thứ nhất là nhịp nhanh phút bộ QS rộng có phân ly nhĩ thất ở đây các bạn có thể thấy phân ly khó phân ly nhưng mà ta nhìn kỹ có một cái nhát là nhát bắt vào nhau hợp và ở cái chỗ uh, sóng sống T của chúng T này, chúng ta thấy có những cái sống P mà nó rất là đều một ở đây hai ở đây ba ở đây đó là phân ly thất, tức là nó phải tìm nó tinh tế thì đôi khi chúng tôi cũng gặp hoài tức là các bạn nhiều khi nó vẫn nó có những liền nó nó, khó trên niệm đồ thì uh, chúng ta có thể dùng cái xâm tim để để hỗ trợ thì đây là hình ảnh xâm tim các bạn sẽ thấy là cái việc niệm đồ thì thấy là như anh thất tuy nhiên cái khi cắt cái tem qua cái mặt cắt dưới sườn như phải ta thấy cái nhĩ nó bớt từng cái chu kỳ dài nó từng số nhĩ nhỏ từng số thất như vậy cái này rõ ràng là cái nhịn canh thất vì nó không có bớt đồng bộ theo cái cái thất à, tóm lại cái xem uh, tim nó có thể giúp ích trong một số trường hợp rối là nhịp mà điểm chúng ta còn khó khăn và có lẽ chúng ta cũng nên thực hành để để sẽ sẽ giúp ích và cái uh, nó giúp đánh giá những cái ảnh hưởng và huyết động cũng như chức năng cơ tim trong các bệnh lý loạn nhịp tim ngoài ra nó có tác dụng là giúp phát hiện và phòng ngừa những cái biến cố của lãnh nghiệp chẳng hạn như huyết khối trong rung nhị dạ xin cảm ơn thầy và các bạn đồng nghiệp đã chú lắng nghe